Hôm nay mình học cái bài là cái câu lệnh này là ghi chú với các em. S sẽ bằng là gì? 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cho tới n, n được nhập từ bàn phím. Thì mình sử dụng cái thư viện của C++, mình lập trình cho nó dễ. Đầu tiên là include cái gì? Còn nhớ không? Nó t gì? Do. Chấm h. Rồi, tiếp tục. Include cái gì các em? Cô Neo, mình đọc tiếng Việt đi cho nó dễ nhớ ha. Chấm h. Rồi, include cái gì nữa? IO Jim. Có chấm h không? Rồi, mình phải view xin cái gì? Name pay hết đây đây. Rồi, một cái chương trình đầu tiên là mình phải có in gì, hàm gì, hàm main. Rồi sau đó mở ngoặc nè, đóng ngoặc lại, mình có return về giá trị không đi ha. Thì bài toán của mình là cần biến gì? S nè, biến gì nữa? N. Rồi, một biến lập, mình cho là biến lập y luôn đi, y. Rồi, đầu tiên là n từ nhập bằng phím, thì mình cao ra, cao ra mình kêu là nhập vào gì? N bằng, thì mình xây cái gì các em? N, mình có biết n bao nhiêu chưa? Chưa phải không? Bây giờ n được nhập bằng phím rồi. Sau đó mình mới sử dụng một cái dòng lập for. For nè, y thì bắt đầu mình cho nó bằng 0 chấm phẩy nha, y nhỏ hơn n, tức là nó lập n bước. Thì đối với bài toán này là y cho chạy từ 0 hay y chạy từ 1? Từ 1 ha, tại mình cộng y vô 1 tới n. Như vậy á, là y chạy từ 1, y nhỏ hơn bằng gì? Bằng n. Y mỗi một bước lập y tăng lên 1. Thì để lập trình cho an toàn thì các em trong vòng for này các em đóng mở ngoặc ra cho thầy. Là mình mới lập trình mà. Thì cơ bản là đầu tiên, biến lập đầu tiên gắn s sẽ bằng gì? Không. Sau đó trong biến lập này s sẽ bằng là s cộng cho cái biến y. Đó. Như vậy mỗi lần lập thì s y bằng 1 thì s bằng 0 cộng 1, y tăng lên từ 2 thì s bằng 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng cho tới n. Rồi, như vậy mình xuất ra cao. Rồi, mình gán s bằng. Rồi, mình xuất cái biến s ra. Đó, đây là một cái bài cơ bản ha. Rồi, thầy chạy chương trình lên ha. Đầu tiên là mình lưu lại đi ha. Thầy lưu ở ngoài ODD đi. Bài 6. Bài 7. Rồi, chạy lên. Rồi, mình nhập n bằng 3. Tức là khi đó là s có phải là 1 cộng 2 cộng 3 không? Đúng không? Đúng không? Khi mà n bằng 3 thì s có phải là 1 cộng 2 cộng 3 không? Bằng bao nhiêu? Kết quả bằng bao nhiêu? Phải bằng 6 đúng không? Đây là s bằng 6 nè. Thì quá trình như vậy là quá trình nó cộng dồn vô, cộng dồn vô nha. Rồi ví dụ mình chạy lên n bằng 4 thì 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 bằng bao nhiêu? Phải bằng 10 không? Thì quá trình như vậy thì các em đang thực hiện là được cái dòng lệnh for. Thầy sẽ gửi code qua cho các em để các em thực hành nha.